Nhưng mà đặc biệt chứng này sư Minh Tuệ lại không có đại diện cho thầy hay là sư hay là chùa chiền giáo hội Bắc Tông Nam Tông hay là tu sĩ gì hết, đặc biệt là đại diện cho một công dân đất nước đó, học theo chánh pháp của Phật và đi bộ rèn luyện sức khỏe tập tu để cầu đạo vô thượng chánh đẳng là Bồ đề giải thoát, và cái ý nguyện là để cầu cho mọi người mọi nhà được yên vui hạnh phúc. Vậy thì là các cái mạng xã hội đó mình thấy là có một cái núi, có một cục đá, đúng không? Và khi cái hình sư Minh Tuệ xuất hiện thì đem chụp so sánh với nhau đó, hoàn toàn y như đúc. Nhưng mà tất cả cô bác mình cũng chưa biết cái vị trí, cái hình tượng, cái núi này nằm ở đâu. Đây nè, xin báo cho quý vị, cái núi này nằm ở tỉnh An Giang, ở vùng Thất Sơn, Bảy Núi. Mà tìm hiểu trao đổi qua chủ đề của sư Minh Tuệ là một chủ đề luôn luôn nóng bỏng, trực tiếp trên 24 và 24. Phải nói là những thước phim, những hình ảnh, những câu chuyện về sư Minh Tuệ lúc nào cũng hấp dẫn và lúc nào cũng chứa đầy những cái sự bí ẩn và sâu sắc. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta có dịp mình trao đổi qua cái góc nhìn của cũng như là mình nói là thế giới và cũng như là cộng đồng, và bây giờ nó lan tỏa tất cả những bậc trí thức, những nhà nghiên cứu, và cũng như là góc nhìn về tức là tâm linh và góc nhìn về tôn giáo. Và ở đây thì Phật giáo Hòa Hảo cũng trên 10 triệu tín đồ, và cũng có một cái góc nhìn về sư Minh Tuệ. Riêng về Phước Nghiêm thì từ buổi đầu đến nay lúc nào mình cũng tán thán, ca tụng, và lúc nào cũng hoan nghênh, lúc nào cũng hoan hỷ. Bởi vì đây là cái bậc chân tu, đây là cái bậc thánh tăng, đây là cái bậc Bồ Tát mà hôm nay được cộng đồng cũng như là các nước trên thế giới, trong đó là có Ấn Độ, Thái Lan, và cũng như là có Trung Quốc, Hàn Quốc, và cũng như là những các nước là Mỹ, Pháp đồ đó, là đều đồng cho rằng ở Việt Nam có một cái vị Phật tái sanh, đó tức là sư Minh Tuệ. Thì hôm nay 7 câu hỏi bí ẩn chúng ta sẽ giải mã như thế nào để chúng ta tìm hiểu đúng cái nghĩa về cuộc đời của sư Minh Tuệ. Xin thưa quý vị, câu hỏi thứ nhất, sư Minh Tuệ là ai? Đó, câu này nó rất là hoang mang, phải không có chị em? Hôm nay tôi nghĩ rằng hàng triệu Phật tử trong nước ngoài nước cũng muốn biết về sư Minh Tuệ là ai. Chứ nhiều khi ở đây là chúng ta biết đó, cái tục danh của sư Minh Tuệ tức là Lê gì quý vị? Lê Anh Tú. Lê Anh Tú. Đó, cái tên này thì được cộng đồng cũng như là tất cả quý vị đều biết, đó là tên cha sanh mẹ thẻ. Nhưng mà trước khi nói về sư Minh Tuệ là ai đó, thì chúng ta biết là ngài sanh vào cái năm Dậu 1881, mà coi như là cha mẹ đi giường làm đó rồi đẻ gơ trong cái bọc về nhà chưa kịp quý vị. Đây cũng là cái sự trùng hợp. Nếu như hôm nay tất cả cô bác em mình biết cái lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì nói tới đây là tôi ốc nổi gần mình đó quý vị. Tại vì câu hỏi này nó trùng hợp. Khi mà bà Hoàng hậu Maya sắp sửa sanh đó, thì xin phép vua Tịnh Phạn Vương để trở về quê. Đó, trở về quê thì trên đường về quê đó, đến cái giường Lâm Tỳ Ni ha, thì lúc này có cái hoa là hoa u đàm nó nở. Thì bà giối tay, tức là bà hái cái cành hoa đó, thì bỗng nhiên là bà chỗ sanh thái tử đẹp tươi, mặt trang nghiêm khí phách hơn người, vua cùng khắp thần dân tức là mừng rỡ. Thì họ Thích Ca từ đây cũng ngỡ sẽ có người nói dịp hoàng gia, liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta, cả triều chính là chiêu qua là Yến Ẩm. Như vậy thì câu chuyện của sư Minh Tuệ tức là bà mẹ đi giường chưa kịp về nhà rồi giữa đường đẻ gơ,
nó cũng có một cái sự trùng hợp với quý vị. Trùng hợp không? Như vậy thì, nhưng mà cái sự trùng hợp ở đây nó còn một cái điều quan trọng trong sấm Bửu Sơn Kỳ Hương Phật giáo Hảo Đức Thầy đã có tiên tri là dậu Phật ra đời thế giới bình an, tức là nói vào cái năm dậu sẽ có một cái vị Phật ra đời. Nhưng mà cũng không biết là cái chuyện thế nào, nhưng mà ở đây mình đang bàn trùng hợp với quý vị, thì ngài sanh vào cái năm dậu. Như vậy thì cái sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đó, nó có trùng hợp, nó cũng tương tự na ná là cái bà hoàng hậu Ma Gia. Sau khi mà đản sanh đó, là bà chỗ sanh tức là từ ở bên hông nghe quý vị, cái hạ sanh là ở phía dưới, nhớ kỹ nghe, còn chỗ sanh là từ ở bên hông bụng đó, mà chưa kịp về nhà, chưa kịp về nhà đó, mình dùng cái từ là dễ hiểu là đẻ rơ đó. Và đặc biệt là ngài xuất hiện vào cái năm dậu. Nhưng mà khi lớn lên thì bắt đầu ngài cũng là làm tròn một công dân của đất nước là đi nghĩa vụ 3 năm. Sau khi trở về nhà thì làm một cán bộ đo đạc đó, làm địa chính đó, thì cũng có bằng cấp, cũng có học vị, cũng có lương bổng. Nhưng mà đùng một cái là hôm nọ ngài bị xét đánh. Thì câu chuyện này tất cả cô bác cho mình đã nghe ngài kể cách đây là mấy năm trước rồi. Cái sự xét đánh này là ngài chết luôn. Cái hồn ngài xuất ra, xuất ra rồi bắt đầu là ngài thấy cái xác nằm đó khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Sau đó bắt đầu ngài tỉnh sống lại thì ngài mới biết cuộc đời này là vô thường, sống nay chết mai. Và đây cũng là cái sự nhắc nhở của ơn trên. Thì ở đây nó có cái sự trùng hợp thế này nè quý vị. Nè, trùng hợp quý vị nên nhớ nè, khi thái tử lớn lên, vì đó là A Tử Đà xem tướng đó, nói rằng thái tử sau này sẽ xuất gia tầm đạo và chứng quả bồ đề vô thượng, chánh đẳng chánh giác và thầy của trời người. Nên vua Tịnh Phận Vương á lo sợ không ai nói nghiệp hoàng gia gì, thế mà đó là tạo thành cái sự vui chơi ở trong cung điện, không cho thái tử đi ra ngoài. Nhưng mà một hôm nọ khi mà lớn lên thì lúc này đó là thái tử mới xin vua cha, tức là đi ra ngoài dạo. Hen, đó buổi đầu tiên gặp những chuyện gì? Bây giờ gặp cụ lão tay nương gậy trống, ngài xem qua lòng bèn cảm động. Lần thứ hai thấy kẻ ốm đau, xét cõi trần trong dạ héo xào, chi xiết nổi núng nao cõi tạm. Lần thứ ba xe lìa khỏi chạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng, lòng bùi ngùi cảm xúc buồn riêng, hằng để chí tầm phương giải thoát. Đây lần thứ tư, lần thứ tư vừa đi dạo mắt, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu chờ đã ứng điềm, mới giả tăng sĩ gỡ lòng thái tử. Đó, cái đoạn này chúng tôi thấy quá kinh, là nó hay vô cùng quý vị ơi. Bởi vì ngài là có duyên rồi đó, nhưng mà ơn trên đó, các đó là các vị trời đã thích đó, phải giả ra. Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu chờ đã ứng điềm, giả tăng sĩ mới gỡ lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền hoài xe trở lại lai chào, xin dương phụ mới lánh xa mùa thế. Bây giờ vua buồn thảm, dùng lời khóc kể gần cha già, biết cậy nhờ ai, phiền con nên ở sớm điện đài, lo nói nghiệp sao tu chẳng muộn. Nhưng mà lòng thái tử quyết theo, ý muốn thừa đêm phìa, len trốn vào gừng lìa cha già, vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông pha bờ bụi. Ngày thở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ chiết chi, sau ngày đến gạch ni liên thiền, thấy cảnh qua mới cỏ bắt tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, thì đạo gần đất ma dương theo phấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phố chương độ chung. Bây giờ chúng ta trở lại sư Minh Tuệ. Thì bây giờ sau cái trận á là xét đánh này, tức là nhắc nhở cái cuộc đời là vô thường,
sống nay chết mai đó quý vị. Bởi vì hơi thở này đây phì khỏi miệng chẳng hay ở lại hoặc đi luôn. Nếu nín thở nằm ngay không cự quậy thì xót thương con trẻ khóc đôi lời. Thì đôi lời kể lại nỗi hàng nguyên ma lớn trai to phí lắm tiền tưởng vị sát thăng đa hạnh phúc. Nào hay hồn phách lắm quan thiên. Bây giờ nè, thiên đường siêu thoát thờ thông thả, còn địa ngục trầm lưng ắt đảo điên. Hai con đường đó thì phải chọn một nơi thanh tịnh ấy, là sư chọn một nơi thanh tịnh ấy. À, rứt trần bất nhiễm mới là yên, mới là yên ổn lánh trần gian. Chí nguyện tiêu diêu cảnh Phật đài, diệu pháp chuyển thăng, vô sự thế quyền thông quá kiếp. Chẳng lo toan thì tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần lóng bốn vang. Vậy thì mỗi một vị Bồ Tát lâm phàm thì đương nhiên sẽ có cái sự là ơn trên chư thiên hay là các Bồ Tát thị hiện nhắc nhở. Riêng sư Minh Tuệ là nhắc nhở sau một cái chết đi sống lại, mà thánh nhân chỉ biết là nhân vô quạng quạ bắt hồi đầu, tức là sau cái chết đó làm cho người ta thức tỉnh, biết cuộc đời này là giả tạm, biết thân xác này là vô thường đó. Vì thế mà phải giác ngộ tìm con đường chân lý mà Đức Thầy cho biết là hãy tin tưởng Phật trời, cầu nguyện thiên liên ban bố phước lành cho nhân chủng. Hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bằng xả thân tu tỉnh. Vì thế mà ngày học thực hành gương Phật Thích Ca Mâu Ni là bác ái xả thân tầm độ chánh, độ người lao khổ dạ không phiền. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ dốc ngọc đông cung tước phế liền, xem đó hãy người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Vì thế mà ngài sinh cha mẹ là đi xuất gia, và lúc này cái miếng ruộng, cái miếng giường đó quý vị, sầu riêng đó là ngài cũng tặng lại cho cái người em út của mình. Điện thoại, đồng hồ, máy tính, laptop ngài cũng là tặng lại hết. Tức là ngài ra đi là chỉ hai bàn tay trắng mà nhà Phật gọi là tứ đại gia không. Sao rồi tứ đại gia không? Hôm nay chúng ta mới thấy là trên thế gian này có một người hành được cái câu này. Chứ xưa nay cái người tu thì cũng nói là tứ đại gia không đó, nhưng mà cái đó chỉ nghe nói thôi chứ chưa thấy thực tế của bác em mà. Thật sự luôn. Bây giờ sao rồi tứ đại gia không? Thứ nhất là sư không có tiền bạc đó, thứ hai là sư không có chùa chiền nhà cửa, phải không quý vị? Và sư cũng không có thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà sư đó coi tất cả đó, coi như là nhà sư coi tất cả thế gian đó là nhà cửa, và thân bằng quyến thuộc là cha mẹ của mình. Cái gì thì không có tiền bạc, không có chùa chiền, không có tài sản, và cũng như là không có người thân, không có vật chất. Cái này mới gọi là tứ đại gia không. Thật sự quý vị là chỉ có tam y nhất bát đó, mà phải chọn cái hạnh đầu đà. Vậy thì hôm nay chúng ta mới tìm hiểu ngài là ai. Thôi bây giờ nó có nhiều chuyện để trả lời ngài là ai. Đặc biệt luôn về sự nghiên cứu, về sự sấm kinh của Bửu Sơn Kỳ Hương, sấm chặng trình Phật giáo hảo, và qua kinh điển của nhà Phật thì chúng ta mới thấy được là ai là cái người xuất hiện, ai là cái người thị hiện, mà cái câu hỏi gọi là sư Minh Tuệ là ai. Bây giờ mời cô bác anh chị em mình theo dõi ngang. Nếu nói thời kỳ của Phật thì có một cái vị xin phép Đức Phật tu hạnh đầu đà, tức là 13 khổ hạnh mà hôm nay sư Minh Tuệ đã thực hiện, giống như là tam y nhất bát. Mà cái y này đó là phải lượm từ cái biết giải người ta bỏ gian đường nghĩa địa ha, kết hợp lại gọi là y phấn tảo. Và cũng như ăn thì không có ăn quá ngọ mà không được quyền chứa đồ ăn qua ngày thứ hai, hoặc giả là đang ngồi ăn mà đứng lên là không được ăn nữa. Còn nếu ngủ á thì cũng ngủ nghĩa địa, nhà quan hay là gốc cây, mà không ngủ một nơi đó là nhiều ngày đó. Thì cái hạnh này á nó đầy đủ ba cái yếu tố là ăn thì không ăn quá ngọ, mà đặc biệt là cái sự của sư Minh Tuệ đó lại là ăn chay chứ không phải là xin ai cho cái gì ăn cái đấy, vì nó cao thượng hơn đó. Vậy thì ở thì cũng đơn giản, coi tất cả nhà cửa là cũng như là thân bằng quyến thuộc đó. Bây giờ là sư biến thành cái nghĩa địa thành cái đạo tràng nè, cái ngôi nhà quan thành một cái đạo tràng nè, cái gốc cây, cái bãi trống gian đường cũng thành cái nơi thuyết pháp, có nhiều người đến quỳ lại mà mình thấy là xúc động, xưa nay chưa bao giờ có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Đây là sự thật đó các chị em. Vậy thì hôm nay xin nói lại
là Maha Ca Diếp, là cái vị tu cái hạnh là đầu đà đệ nhất đó, được liệt trong tức là thập đại đệ tử. Thì các bác mình đã có tìm hiểu rồi, Maha Ca Diếp đầu đà đệ nhất, Xá Lợi Phất trí huệ đệ nhất, Mục Kiền Liên Thần Thông đệ nhất, Phú Lô Na Thiết Pháp đệ nhất đó, Ca Thiên Viên Nghị Lựng đệ nhất, U Ba Ly Trì Giới đệ nhất, rồi bây giờ là Tu Bồ Đề là Giải Không đệ nhất, A Nan là lực đó là Thiên Nhãn đệ nhất, A Nan Đà Đa Văn đệ nhất, và La Hầu La là Mặc Hạnh đệ nhất. Thì trong 10 vị này gọi là xuất sắc nhất trong tất cả các vị đệ tử, những vị tỳ kheo theo Phật, nên mới liệt vào là thập đại đệ tử. Nhưng mà cho dù ông Ca Chân Viên ông giỏi về vấn đề nghị luận tất cả những chuyện gì trong ngoại đạo hay là những cái sự tranh chấp, khi ông này đến là hoàn toàn phá vỡ hết tất cả. Bởi vì nếu nói theo thời nay giống như là luật sư vậy đó, mà giỏi hơn luật sư nữa. Cho nên cái phần mà kết tập kinh điển thì trong đó có 3 phần là kinh lực lượng. Kinh là do Ngài A Nan chủ trì. Tất cả các bác mình nên nhớ trong bộ kinh có cái tựa đề như gì, gọi là Như Thị Ngã Văn, tức là tôi nghe như gì, tức là Ngài A Nan. Ngài có cái bộ nhớ. Cái bộ nhớ của Ngài giống như là cái máy ghi âm bây giờ vậy đó. Tất cả những lời Phật nói bao nhiêu Ngài đều nhớ không sót một lời, nên gọi là đa văn đệ nhất. Và khi kết tập kinh điển thì cái Ngài A Nan tức là chịu trách nhiệm vì phần kinh. Tôi nghe như gì, tức là xá một hôm nọ ở thành Xá Vệ, Đức Thế Tôn cùng 500 vị tỳ kheo, rồi mới là lúc này gồm có là tứ chúng đó là U Bà Tắc, U Bà Di đó là tỳ kheo ni, rồi có chư thiên đến dự hội Phật thuyết bài kinh này chân chăng đó. Rồi bây giờ trong cái phần mà luận đó là có cái phần của Ngài Ca Chuyên Viên. Luận tức là những cái bài pháp luận hay là những cái câu chuyện mà gặp ngoại đạo hay là có những cái sự tranh chấp, cỡ mở ra làm sáng cái nghĩa hả quý vị. Cho nên chỗ này Đức Phật mới nói nè, đời không chư Bồ Tát lời Phật để vào đâu, không giảng viên ưu tú ai quảng bá đạo màu. Tức là lời kinh của Phật thì phải nhờ các vị Bồ Tát, các chúng đệ tử và các vị giảng viên đó, người ta quảng bá ra, bởi mới gọi là đời không chư Bồ Tát lời Phật để vào đâu, không giảng viên ưu tú ai quảng bá đạo màu. Và cuối cùng cái phần mà kết tập về cái phần giới lực đó thì có, tức là Ngài U Ba Ly, bởi vì ông này ông giữ 250 giới, không phạm một giới nào từ khi xuất gia cho đến đó là cuối cùng, cho nên giới đệ nhất đó. Cho nên gọi là mới có kinh lực lượng. Xin thưa quý vị, bây giờ nói cho mau, cho dù ông Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất, ông Tu Bồ Đề là ông giải về cái chân tâm, cái lý không đệ nhất, nhưng mà cuối cùng Đức Phật lại chọn Ngài Maha Ca Diếp là được truyền cái y bát làm sơ tổ, và coi như là truyền cái chánh pháp Ngài Maha Ca Diếp. Một hôm nọ có một vị chờ Đế Thích xuống đó là đảnh lễ Đức Thế Tôn, và có tặng một đóa hoa sen màu trắng. Thì ngăn cái pháp hội đông người, hôm nay Phật muốn truyền tâm ấn cho các chúng đệ tử, nhưng mà Phật không nói gì hết, Phật chỉ đưa cái hoa sen lên. Và lúc này tất cả mọi người không hiểu Phật đang nói cái gì, đang làm cái gì. Tự nhiên Phật thuyết pháp, cái Phật đưa cái hoa sen lên. Thế quý vị nó ngộ ngang. Nhưng mà trong đây tự nhiên Ngài Maha Ca Diếp là chím miệng cười, đắc ý hiểu liền. Hiểu cái gì quý vị? Ngài Maha Ca Diếp do hành cái hạnh tu đầu đà là cái tu khổ hạnh nhất mà người khác khó có thể đạt được, giống như Ngài Ca là Minh Tệ hiện nay. Cho nên tại sao người ta quỳ lại sư Minh Tệ? Có ai mà 6 năm gồng gã mà đi là sương đi gió, đi trong nắng trong mưa, rồi ngủ nhà quan nghĩa địa, bóng cây côn trùng mũi đốt gắn gít, ma quỷ là âm binh vân vân, mà không bao giờ khiếp sợ, mà thân thể vẫn khỏe mạnh, mà cái tâm ngài càng ngày tức là càng lộ ra cái âm đức, và cũng như là cái hạnh tu, cho nên làm cho người ta mới tôn sùng là đúng rồi. Xin thưa quý vị, bây giờ mình nói tiếp. Lúc này Ngài Maha Ca Diếp chím miệng cười thì Ngài hiểu Đức Phật đang nói cái gì. Bây giờ nói cái gì? Bây giờ mới giải mã ra là ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng bất lập văn tự giáo ngoại việt triền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Cũng như tất cả quý vị, có nhiều người nói đoạn này nhưng mà chỉ nói câu là
ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm thôi. Nhưng mà nguyên một cái câu thoại này, nguyên cái đoạn này thì nó đầy đủ ý nghĩa. Xin nói đi một lần nữa là Đức Phật dùng cái hoa sen này mà hàm ý nói là ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm, thật tướng mà vô tướng, bất lập văn tự, tức là không có nói bằng văn tự được. Giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cái người nào mà phải dùng cái nội tâm thì mới nhận thức. Nên chỗ này Phật gọi là lấy tâm truyền tâm. Như Đức Thầy cả đời Ngài cũng cho biết qua một cái bài kệ là vô thượng thẩm thâm dĩ ý truyền, tức là lấy tâm truyền tâm. Danh ngôn chép để gạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, mới sĩ sức văn từ dốc dạy phiên. Vì thế mà Ngài Maha Ca Diếp do hành đạo trở về cái tâm thực chứng, cho nên hiểu Phật đang nghĩ cái gì. Thì bây giờ xin chỉ chỗ này một chút xíu nè. Một người theo Phật tu hành, mình trở về nội tâm, tức là mình trở về tâm Phật của mình, mình sống với thật của mình, thì mình sẽ hiểu giữa mình và Phật chỉ có một. Trong chất ước tất nhiên có nước, trong cành cây có chất bông hoa, trong giả thân của kiếp người ta có thân thật gán mà tìm kiếm. Đức Thầy nói là chẳng nói vắn dài, Phật nọ tức tâm, hay là ngoài tâm không có Phật, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Nhàn thanh kiềm tìm kiếm, kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hãy gán tâm. Mà cái tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, chánh tánh trong như nước bích mùa xuân, tức là không dính mắc, không trụ chấp, không giận hờn, không buồn phiền, không phân biệt, không nhân ngã. Thì lúc này chúng ta mới hiểu Phật là bình đẳng, là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật là toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sinh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Mà Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, hay là phụng sự chúng sanh cúng dường chư Phật. Giống như bây giờ mình nói gần hơn, giữa người thân của mình, anh em, cha mẹ, vợ chồng, con cái, đúng quý vị, đây là bốn giai cấp. Nếu chúng ta sống lâu năm, có thể mình hiểu nhau không? Hiểu quý vị, hiểu vô cùng. Khi người khách tới nhà, người cha lấy ánh mắt nhìn người con, mà người con hiểu người cha đang nói cái gì. Cô bác có đồng ý chỗ này không quý vị? Đúng không? Hay là vợ chồng sống chung, có lúc mình chỉ ra dấu hiệu thôi là hiểu đang cái người thân của mình đang nói cái gì. Do mình sống chung thì mình hiểu được cái tâm cảm với nhau. Thì một người tu theo Phật, khi mình sống cái tâm từ bi bác ái, cái tâm đó là trơn chánh, cái tâm tức là hiền từ, cái tâm đó là trong sạch, thì lúc này mình hiểu Phật. Thì đang nói cái Ngài Maha Ca Diếp hiểu Phật là chỗ này. Do Ngài trở về cái nội tâm, Ngài đạt được cái tâm chân như tự tánh là chân thật, cho nên Ngài thấy Đức Phật cầm cái hoa sen thì Ngài hiểu cái hoa sen này là tượng trưng cho cái chánh pháp. Bởi vì cái hoa sen là thứ nhất là nói lên cái sự bất nhiễm. Đó, đó hay chưa quý vị? Cho nên cái câu nói là hoa sen, cái bài thơ bây giờ cũng ca tụng đó, trong đầm vì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen dị vàng. Đừng có tưởng bài thơ này dở ngang là chánh pháp đó. Dị vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Trong giảng cho biết nè, là cõi vốn người nhân thiện, cả ai muốn sang phải dạ lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố lem mùi bùng. Đó, cõi hiền kẻ dữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng gứt bất lương. Muốn về cực lạc Tây phương, những điều hung dữ chớ dương điều nào. Thì khi Đức Phật đưa cái hoa sen thì Ngài Ca Diếp mới hiểu cái hoa sen này tượng trưng cho cái giáo pháp của Phật là bất nhiễm, tức là sống trong bùn lầy mà không bị ô nhiễm. Vậy thì cái chánh pháp của Phật là sống trong cái xã hội này, trong cái thế giới này, ta bà này, trong cái con người này, mà người nào có thể bước ra được, không ràng buộc, không dính mắc, thì người đó giống như hoa sen, là người đó đạt được chánh pháp. Bởi có người thắc mắc nói tại sao sư Minh Tuệ tu mà không ẩn trong núi, trong hang, trong chùa, đi ra ngoài chi cho bây giờ thị phi, rồi là trên mạng đấu đá với nhau, rồi có người nói xấu. Bây giờ lại có một cái người là mẫu nổi tiếng gì đó, rồi bôi nhọ xuyên tạc cho nên báo chí lên đầu phạt luôn. Ủa tự nhiên cái chuyện này có đủ thường sư Minh Tuệ là sao quý vị? Cho nên chính vì sư xuất hiện thì nó có chuyện thị phi xảy ra. Thì bây giờ lúc này là ai chánh, ai tà, ai đúng, ai sai, ai phải, ai quấy, nó hiện hết, phải quá chị em. Bây giờ bắt lỗi sư là lỗi sư gì? Sư không nói, sư không tranh giành, sư không phân biệt, sư cũng không có bài bác, mà sư chỉ dùng cái hạnh
theo cái giáo pháp Đầu Đà của Phật tu giải thoát, mà tự nhiên người ta sân si, rồi người ta bôi nhọ, người ta công kích, người ta nói xấu, rồi người ta chê khùng chê điên, nói mặc cái áo gách làm ảnh hưởng Phật giáo vân vân. Đó, tại sao tu mà không chịu ăn tu mà tu đi ra ngoài cho người ta đăng lên mạng, đăng lên phim? Ủa, cái đó cái lỗi do sư sao quý vị? Ai nói cái này là mình thông cảm cho sư, sư hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà tất cả mọi người là chúng ta đây nè, nhưng mà đây cũng là cái cuộc thi, cũng là cái sự trắc nghiệm. Vậy thì xin nói dài hơn chút xíu. Thứ nhất, đây là hiện thân của ngài Maha Ca Diếp. Đó, quý vị muốn biết là sư Minh Tuệ là ai thì trả lời đó. Tại vì mình phải dẫn chứng rồi cuối cùng là mình kết luận. Vậy thì đây là hiện thân của Maha Ca Diếp nghe quý vị chưa đâu. Rồi bây giờ nếu nói thêm một cái điều thứ hai, cộng đồng mạng người ta mới minh họa so sánh cái hình ảnh của sư Minh Tuệ nếu có râu có tóc thêm nữa đó thì lại giống Bác Hồ. Ủa, tại sao lựa nhân vật Bác Hồ mà giống quý vị? Bây giờ tôi hỏi cô bác mình nè, Bác Hồ là cái bực cứ là dĩ nhân đó, là phải nói là một cái người được thế giới người ta công nhận đó, mà Bác Hồ cũng là giản dị, một cái vị lãnh đạo mà ở cái nhà tranh. Còn nếu nói về cái cuộc sống Bác Hồ đó, quý vị thấy không, ngài hút thuốc bằng cái quán thuốc gùi thôi, nó giản dị. Và ngài xuống là cấy lúa cày ruộng với người dân, cho nên vì vậy mà nếu nói cái hạnh của Bác Hồ đó thì coi như là khỏi cần phải bàn, khỏi cần phải chê. Thì bây giờ giống như là một Bác Hồ mà thể hiện đó quý vị, người ta so sánh ông Minh Tuệ gì đó, thì cái điều này cũng đâu có sai. Bởi vì đó, còn bây giờ nếu nói theo chư tổ thì người ta cho rằng sư Minh Tuệ cũng chính là Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị thấy hay chưa quý vị? Nó tuyệt vời vô cùng. Hôm nay là giải mã hết, không còn thiếu cái gì nè, để cho cô bác mình khỏi cả thắc mắc. Còn bây giờ ai muốn biết cái gì, lên mạng, lên Facebook, lên YouTube tìm hiểu các kinh là mình thấy cái lời nói Phước Nghiêm có đúng hay không. Rồi bây giờ nếu nói gần nhất, dễ hiểu nhất thì bên Phật giáo Hòa Hảo cũng cho rằng là Đức Thầy đó là để cho Thầy đi dạo Ta Bà, đang dạy kẻ đường xa chưa rõ, là hóa thân của Thầy Phật. Bởi vì Thầy Phật đó là nó là biết làm sao lên lưng bạch hạc bay cả trời, tỏ ý từ bi, vì thiên đình chưa mở hội thi nên lão phải phiêu lưu độ chúng, có không? Nhưng mà là ngày thể hiện là cái người xuất gia để độ cho những người xuất gia đó, lấy đó làm cái gương để mà tu đến cái chỗ là giải thoát. Nhưng mà đặc biệt chứng này sư Minh Tuệ lại không có đại diện cho thầy hay là sư hay là chùa chiền giáo hội Bắc Tông Nam Tông hay là tu sĩ gì hết, đặc biệt là đại diện cho một công dân đất nước đó, học theo chánh pháp của Phật và đi bộ rèn luyện sức khỏe tập tu để cầu đạo vô thượng chánh đẳng là Bồ Đề giải thoát, và cái ý nguyện là để cầu cho mọi người mọi nhà được yên vui hạnh phúc. Vậy thì xin nói tóm lại là hiện thân của ngài Ca Diếp tu hạnh Đầu Đà đó giống Bác Hồ, giống Đạt Mạ Tổ Sư, và cũng là hóa thân của Đức Quỳnh Giáo Chủ để mà đi thức tỉnh mọi người. Thôi thôi, văn chớ hùng hào, không từ bổn đạo, tẩu đầu bất đô, hay là thầy đi dạy bắt thử coi lẽ nào, hay là từ đây Nam Bắc chuyển lai mà Nam Trung cùng bắt một tay giáo hòa. Đó, bây giờ quý vị biết là sư Minh Tuệ là ai đó, ra đời thế nào, nó màu nhiệm chưa? Tiếp theo đó, quá khứ và cuộc sống. Thì bây giờ mình đã bàn rồi, quá khứ và cuộc sống nói chung với cái chỗ là sư Minh Tuệ là ai. Và bây giờ tiếp theo câu hỏi đó là hành trình tu tập. Thì Đức Phật khi xưa là 6 năm tu khổ hạnh. Sư Minh Tuệ là đi bộ khắc thực quá duyên tam y nhất bát ngũ nhà quan nghĩa địa gốc cây. Đó, và chỉ ăn một buổi, sống cuộc sống là đơn giản và hạnh cái hạnh Đầu Đà và nghiêm trì giới lực đúng 6 năm. Thì Đức Phật khi xưa cũng là khổ hạnh 6 năm, Đức Thầy nhắc là ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, đạo gần đất ma dương theo phấy mà dùng thần thông, nghị lực và tan. Cho nên vì vậy mà trong cái 6 năm này thì ngài cũng âm thầm lặng lẽ, cũng đó, không có ai biết quý vị. Vậy thì đùng một cái là vào cái năm nay, là đúng vào cái năm gì? Là cái năm Thìn.
còn gọi là năm con rồng. Mà con rồng này đó thì trong sấm giảng cho biết ngang chừng Trần gian kiến thấy Phụng Hoàng đó xè cánh múa chào mừng Phật thấy, đó là Phật Thánh. Hay là tu hành như thể Phụng Rồng mắt nhìn tiên cảnh mà mây hồng tội thay. Hay là Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo dẫn chuyển thân hình xác ta, thì bây giờ mình sẽ theo dõi mà thôi. Nhưng mà ở đây nó có sự trùng hợp, cho nên bây giờ có một số, cũng như mình mới xem cái clip gia đình cư sĩ ở ngoài Hà Nội chạy xe vô tới ngoài Quế, ra tới Quế để mà đảnh lễ sư Minh Tuệ. Và có nói một câu mà làm cho Phật tử hết sức là cảm động. Nói lúc trước là sư Minh Tuệ có đi ngang nhà mà không biết, thấy cái bóng đi ngang nhà luôn. Nhưng mà quý vị nghĩ lúc này là sư Minh Tuệ đi một mình, cho nên quý vị biết hay là không biết sư cũng không quan tâm. Nhưng mà đùng một cái bắt đầu là được mọi người đón nhận. Sau đó mới tìm hiểu cái hạnh tu của sư Minh Tuệ thì người ta mới biết. Xem lại là sấm Phật giáo Hòa Hảo, Đạo Hòa Hảo, mấy vị nó kể như vậy đó ngang. Nói là Việt Nam sẽ có Phật ra đời chính là sư Minh Tuệ. Cho nên làm cho người ta ngạc nhiên, người ta vô đảnh lễ rồi phỏng vấn. Khi mà hai người này nói chuyện thì bây giờ cái clip này chia sẻ đã mấy triệu người xem. Hết sức kinh động quý vị. Hết sức là quan trọng luôn. Đó, ta nói là sấm Phật giáo Hảo đã tiên tri trước. Đức Thầy tiên tri rất là nhiều cô bác chị em. Xin thưa quý vị, ngoài cái chuyện tiên tri là nước Việt Nam nhằm cổ Trung ương sau sẽ có Phật tiên tại thế. Hay là lời Bủ Sơn Kỳ Hương cho biết là nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Sau nước Nam ít kẻ dũng về, thông minh trí tệ, nhiều người giỏi thay, không có cánh bay đặng trên mây, phép tài văn võ là hay hơn nước nào. Thì Ngài còn tiên tri đất nước Việt Nam chúng ta là con rồng cháu tiên, và đất nước Việt Nam chúng ta sau này sẽ là cường quốc. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường chừng phân định thì ta cao quý. Hay là phương Nam gã ngọc chói lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng chung chánh trực. Quân cùng thần náo nước vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tôi luôn đóng mà chào người chân tu. Và những chuyện tiên tri trước đây hoàn toàn nó đã có 100%. Có 100% luôn nghe cô bác chị em. Bủ Sơn Kỳ Hương Phật giáo Hảo đã tiên tri rất là nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc đời này. Bây giờ những chuyện mà nó sờ sờ trước mắt nè, ở nước Việt Nam chúng ta đều biết. Quý vị biết cái cầu Mỹ Thuận bây giờ chưa? Cầu Mỹ Thuận đó, nó giáp giữa là Cần Thơ và Vĩnh Long đó. Thì bây giờ mình thấy cái chuyện đó ai cũng biết. Nhưng mà trong sấm giảng trước đó là hơn 100 năm đã tiên tri rồi. Sau này là sông Tiền Mỹ Thuận Bắc Cầu, núi Cấm Quá Lầu lộ vẻ gần đây. Cô bác mình thấy đó, sau khi cái cầu Mỹ Thuận bắc qua thì lật sấm giảng Bủ Sơn Kỳ Hương ra, lời tiên tri hoàn toàn là nó khế hợp. Mà không ai ngờ được cái sông nó lớn như vậy. Mà đây cũng là cái cầu đầu tiên của Việt Nam. Thì các cái cầu này, cái thành người ta cứ bằng là đi chặt cứng cái chân luôn quý vị. Chẳng những một cây mà bây giờ hai cây cầu Mỹ Thuận luôn. Nhưng mà câu thứ nhất đã có rồi, nhưng mà câu thứ hai là núi Cấm Quá Lầu lộ dễ gần đây, thì câu này chưa. Theo lời Phật tiên tri là gừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà gục năm non có các đài, chờ đợi con hiền nôi tục cổ, tới thờ thượng cổ điểu hòa mai. Đó. Hay là thất sơn tiếng nổ quy cổ, diệt kim cũ cũ y nhiên tình duyên tam tham báo, đổ máu tuôn gơ khùng mới nói chơi mà chưa ba hàng phục. Bây giờ chưa đâu. Đây nè, làm chấn động cộng đồng mạng nè. Gần đây cô bác cho em mình xem trên TikTok nè, Facebook, YouTube hen. Rồi đó là các cái mạng xã hội đó, mình thấy là có một cái núi, có một cục đá, đúng không? Và khi cái hình sư Minh Tuệ xuất hiện thì đem chụp so sánh với nhau đó, hoàn toàn y như đúc. Nhưng mà tất cả cô bác mình cũng chưa biết cái vị trí, cái hình tượng, cái núi này nằm ở đâu. Đây nè, xin báo cho quý vị, cái núi này nằm ở tỉnh An Giang, ở vùng Thất Sơn Bảy Núi. Mà quý vị là đặc biệt là núi nào? Nè, trong Bảy Núi là Thiên Cẩm Sơn, núi Cấm, núi Dài Vạn Liên, Ngoại Long Sơn, núi Cô Tô, Phụng Hoàng Sơn và núi Ông Két, Anh Vũ Sơn. Thôi xin báo quý vị là cái tượng mà cái mặt cục đá đó nó giống y chang là sư Minh Tuệ nằm ở núi Ông Két.
Đó, chấn động chưa? Hôm nay tất cả cô bác mình mới thấy là vậy thì ở Thác Sơn đã có cái tượng này, nhưng mà trước đó người ta nhìn cái hình tượng này người ta không biết là ai. Thật sự cũng chưa biết luôn. Nói thẳng với cô bác mình hôm nay là nói xong là mình cảm thấy là chấn động, mà mình thấy ốc nổi gần mình luôn. Hôm nay quý vị mới thấy là mình không biết là mình biết cái núi này ở ngoài miền Trung hay là miền Bắc. Nhiều người nói chắc cái núi này ở bên Campuchia, có nhiều người nói ở Thái Lan hay là Myanmar. Giống như ở Myanmar có một cái tảng đá linh thiêng đó quý vị, nó nằm treo leo ở ngoài, nó có một cái chút bờ đỡ thôi. Mà đó là cái thánh địa, cái nơi là linh thiêng nhất ở bên đó là Myanmar. Nhưng mà đặc biệt là cái tượng đá, cái hình giống như là cái gương mặt sư là Minh Tuệ, mà phải nói là cái gì là cạo đầu luôn. Đó, cái càm, cái mặt hay cái má hoàn toàn nó đều khế hợp y như đúc là nằm ở núi Anh Vũ Sơn, là núi ông Két. Mẹ đấy con kìa, trên chót núi có con chim đã nổi từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào nó dùng dãy lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con, mỗi lần nó gấp muôn ngàn 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 nhà vắng được như thường, và mỗi lần cánh nó quạt chương phố phường sụp cửa nhà tan nát. Này sắp sửa người ta đi tìm lên cái núi ông Két, người ta coi cái bức tượng này nha. Bây giờ ai không tin đến nó xem. Ở đây là mình nói là sự thật nó hiện hữu, mà hôm nay nó xuất hiện trùng hợp thì nó mới linh thiêng chứ. Trước đó người ta cũng biết rồi, trong cái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương Phật giáo hảo, cái người dân An Giang đều biết cái tượng này, nhưng mà đâu biết hình của ai. Nhưng mà thật sự quý vị là nó trùng hợp vô cùng, là đem xem cái hình của sư Minh Tuệ đó với cái tượng đá này là hoàn toàn như đúc luôn. Rồi cái núi tiếp tục là Ngũ Hồ Sơn, và cái núi thứ sáu là Liên Hoa Sơn, cái núi thứ bảy là Thủy Đài Sơn. Vậy thì bảy ngọn núi báo này còn gọi là Thác Sơn Hùng Vĩ, Thiên Cẩm Sơn, núi Ông Cấm, Ngoạ Long Sơn, núi Già Dạng Liên, Phụng Hoàng Sơn là núi Cô Tô, Anh Vũ Sơn là núi Ông Két, là cái núi Két là núi có cái tượng của ngài Minh Tuệ đó nha. Ngũ Hồ Sơn là đối diện núi Dài Năm Giếng, Liên Hoa Sơn là núi tượng ở trong Hoa Trúc, Thủy Đài Sơn là cái núi nước. Đây là bảy ngọn núi do Phật Thầy Tây An đã điểm hóa là dùng Thác Sơn Hùng Vĩ. Đó, năm non bảy núi nằm kề, khi đi có bệnh khi về bình an. Năm non bảy núi nằm kề, khi đi uống rượu khi về ăn chay, khi đi sáng sỉnh chiều say, khi về cúng lại lai gai sớm chiều. Cũng chính dùng Thác Sơn này là các vị thánh nhân Phật ở đời liên tục từ Phật Thầy Tây An xuất hiện 1856, Đức đó là Phật Chùm xuất hiện 1886, rồi bây giờ Đức Bổn Sư 1990, Sư Giảng Phai Chí Ca Quyển Giảng 11 hồi là 901, và cuối cùng 1939 Đức Thầy chúng ta ra đời tại làng Hòa Hảo. Phật xuất An Giang đủ phép màu, giáo truyền đạo thích quá cao sâu, hòa trong sanh chúng gieo điều thiện hảo ý, đem về kiến Vũ Châu. Vậy thì hôm nay hỏi sư Minh Tuệ là ai, cái quá khứ, cuộc sống và cái hành trình tu tập đó, thì cô bác mình thấy là hoàn toàn hôm nay nếu nói thẳng luôn là những giới xuất gia là phải nể phục cái hạnh tu của sư Minh Tuệ. Ở đây là một hạnh tu nghe quý vị, chứ không phải ai tu cũng phải là phát cái hạnh đầu đà, không có nghĩa là ai tu cũng phải đi bộ, không có nghĩa là ai tu cũng ngủ nghĩa địa gốc cây nhà quan. Nhưng mà nếu ai tu cao, ai tu giỏi, ai tu hay, ai tu đạt thì mình cũng phải kính nể chứ. Cho dù mình là xuất gia hay là mình tại gia, mình thông pháp hay là mình tỏ ngộ, mình được ơn trên đó là gia hộ gì chẳng hạn, nhưng mà nếu như cái người đáng kính thì mình phải kính, đó là điều dĩ nhiên. Cho nên vậy mà những người xuất gia lên có một cái lời khen tặng, chứ không nên có cái sự là bài bác chỉ trích. Nó ngộ quý vị. Cho nên cái sự việc tại sao sư Minh Tuệ xuất hiện mà lại có những cái văn bản là đưa ra cho rằng đây không phải là một cái vị tu sĩ, không phải là tăng sư thầy hay là đại diện cho chùa giáo hội vân vân. Rồi sau đó ai khen sư thì bị kỷ luật, bị sám hối, hoặc giả mấy ông sư kia thì cứ nói cái hạnh tu đó không hợp với chánh pháp của Phật. Tại vì mình biên kiến thôi, chứ sao không hợp được. Không hợp, tại sao được hàng triệu người Phật tử. Tôi nói thiệt của bác cho em mình, người Phật tử đâu phải là không giải thoát. Phật tử không phải là không hiểu kinh điển. Phật tử không phải là không có tâm Phật.
thì những người xuất gia là do có điều kiện hơn, rảnh rỗi hơn, thuận duyên hơn, cho nên cạo đầu đắp y. Còn người tại gia là gì? Ta lo chăm bề, ta lo cho cha mẹ, lo cho người thân, còn lo cho cái xã hội này. Cho nên vừa tu cho mình mà còn lo quần chúng là tình tiên Phật đó. Cho nên chỗ này đó là phát tâm Bồ Tát, mà còn gọi là Bồ Tát, Bồ Tát tại gia đó. Thì tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật rước đưa đón về. Bây giờ thời mạt pháp là thời kỳ đại xá rồi, bây giờ nó khác hơn xưa là vậy đó. Lực tu hành đâu khó như xưa. Nếu tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật rước đưa đón về. Quan trọng là mình bỏ tham sân si, quan trọng là mình không có nhân ngã, quan trọng là mình không có ích kỷ đấu đá phân biệt, quan trọng là mình sống có tình thương, mình sống có từ bi. Thì cái này là cao thượng nhất trong cái việc tu. Dù cho ở chùa hay là ở nhà cạo đầu hay là để tóc hay là ở núi ở non thì cũng đồng có nghĩa thôi. Cho nên vì vậy mà hôm nay nó đặc biệt và nó màu nhiệm là cái sự xuất hiện đó. Rồi bây giờ hỏi là kiếp nạn của sư Minh Tệ. Bây giờ kiếp nạn của sư Minh Tệ là sao? Đây, mình sẽ nói về kiếp nạn. Hôm nay quá trình 6 năm đi tu đó thì được cộng đồng mạng, được tất cả mọi người cho là sư đã trải qua 81 kiếp nạn rồi. Thì quý vị nhớ kỹ nghe. Cho nên những kiếp nạn sắp tới thì mới gọi là kiếp nạn 82. Giống như hôm trước bị giáo hội ra cái văn bản cho rằng là không phải là cái người tu sĩ là tăng sư trong đó là Phật giáo, cái mọi người mới nói đó là kiếp nạn 82. Đó, rồi trước đó thì có kiếp nạn rồi, giống như đang đi khất thực thì bị ta đánh sưng mặt luôn. Rồi đang ngồi ăn trước cửa nhà người ta đó quý vị mà ta đuổi. Câu chuyện này ra là kể là biết bao nhiêu rồi, đứng mắt người Phật tử là rơi lệ quá cho em. Nói thiệt quý vị luôn. Sư nói là hôm đó sư quá duyên xong rồi sư ngồi trước cửa hành lang của một cái nhà đó sư ăn. Gọi là thọ thực đó. Thì cái gia đình này thấy cái ông này mặc áo rách rứa, tức là đem cái lòng chê bai, tức là xem thường đó quý vị. Cho nên đuổi đi, mà đã không phải ngồi trong nhà, ngồi trước cửa nhà, tức là trước hàng rào, trước hàng rào ngoài lỗ thôi. Nhưng mà sư cũng nói là xin cho con ăn xong rồi con đi liền. Mà nói đôi điều cái ông này ổng bước đi vô cái ông lại ra đuổi nữa. Mà cái buổi ăn đó là sư bị đuổi đúng 3 lần. Nghe mình xúc động rơi lệ cô bác em ơi, phải nói là cảm động, vô cùng cảm động. Mà tại sao sư phải xin là năn nỉ như là như vậy? Vì trong cái giới lực hạnh đầu đà là khi thọ thực ngồi xuống ăn mà đứng lên là không được ăn nữa. Quyết định giữ giới là vậy đó quý vị. Lý ra bây giờ đuổi thì chịch qua bên chỗ khác ngồi ăn được chứ. Nhưng mà nếu đã đứng lên là thì đó không ăn. Mà nếu không ăn thì bữa đó không no. Mà nếu không ăn thì những cái thức ăn mà người ta quá duyên đó, khắc thực đó, bỏ nó cũng là có tội. Chính vì thế mà sư kiên trì ngồi đó, rồi ông kia cứ ra đuổi. Đuổi thì sư cũng xin năn nỉ cho ăn hết cái buổi ăn này. Thì cái xã hội này mình thấy không cô bác cho em, tại sao có Bồ Tát ở đời, tại sao có Phật giáng thế? Vì kẻ đối khó giàu sang hay lanh, bước lại gần chê lũ tanh hôi. Cõi ta bà ta thấy hỏi ôi, sầu ba tánh quá nên kêu cách. Người tàn tật thì đuôi cùi đối gách, ít có ai để mắt nhìn vào. Chuộng những người dù giống sắc màu, mà cậu với mở ông thầy cô bác. Thì kẻ khó như gom như gác, ta quá gầu đài các văn minh. Mấy ai mà giữ dạ sắc đinh, theo tông tổ của mình thở trước. Bây giờ đầu do tóc áo quần láng mướt, chữ lanh khôn của quỷ của ma. Chớ nó không có giống người ta, ma với quỷ sanh người hung ác. Đó, bởi vì con Phật thì chẳng có khung lanh nè, mà đời dân vật là khôn ma, khôn quỷ. Phải không quý vị? Cho nên người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ trơn chắc người ta ngay thẳng. À, còn người đời nay rất khôn ngoan nha. Đó, có thêm đạo đức như vàng thảm châu, mà thông minh mà thiếu đạo màu khác nào như cái đèn dầu không tim. Thế chứ quý vị, đã ăn như vậy đó mà ta còn đuổi. Thì đây cũng là cái bài pháp cảnh tỉnh giác ngộ cho những ai nếu đã xuất gia vào chùa mà chỉ tiếp đón những cái phái đoàn có xe hơi
ha, mặc đồ sang trọng, mang giày, còn những người bình thường đến thì coi như sư đâu có gặp. Có đó, cái này là quá nhiều rồi. Phật tử đã ý kiến và đã có xác thực là đi đến đâu có được ai xem đâu quý vị. Ta chỉ tiếp đón mấy người là đại gia nổi tiếng, danh nhân, công ty thành đạt thôi. Bị mấy vị này người ta cúng dường cho chùa thì chùa phải tiếp đãi. Giống như hôm nay tôi xin nói cái điều này nè. Nói ở đây đó, một hôm nọ mình đi lễ Vu Lan. Đi lễ Vu Lan của bác em thì lễ Vu Lan lớn lắm. Thì các sư đó chở đề rất là đông, Phật tử cũng đông. Phật tử thì ai cũng đem quà, đem bánh, đem đồ đến cúng dường rồi chuẩn bị bao thơ để cúng dường cho sư luôn. Nhưng mà khi vào ăn đó thì nguyên một cái khu dãy bàn ăn đó, đó là không cho Phật tử vô ăn. Thì mình cũng thắc mắc, mình cũng đi lễ Vu Lan mà, bởi vì cái chùa đó là dòng họ của mình, bà con của mình, có người tu trong đó mời mình đi. Hỏi làm sao mình cũng chưa hiểu nào, mình được giáo hảo không có Vu Lan. Đi vô đó, ủa sao bên đây không cho ăn, dọn rồi sao ăn. Nói cái dãy này là dành cho sư, đồ ăn rất là ngon, có thể 10 món, còn bên Phật tử chỉ có 4 món thôi. Mình mới suy nghĩ, ủa kỳ ta, đã hôm nay là lễ Vu Lan mà những cái món này là cho Phật tử đem đến cúng, bây giờ cũng chuẩn bị bao thơ cúng cho sư luôn đó, mà cái dãy của sư thì đồ ăn tới 10 món mà đồ ngon không, còn Phật tử đến ăn có 4 món mà đồ dở. Câu nói này xin toàn thể cô bác anh chị em, ai có đi lễ Vu Lan, ai có đến thì kiểm chứng giùm, nếu có quan của nghiêm chịu trách nhiệm, có không quý vị? Tại vì sư là ăn phải cao lương mỹ vị, phải nhiều hơn, nhưng mà nó sai cái chánh pháp bình đẳng của Phật. Cái này tôn kính là đúng đó nghe, nhưng mà nó sai cái chỗ là sư phải hiểu biết cái chỗ này, và sư không nên phải nhắc nhở chùa chiền hay là nhắc nhở Phật tử. Nếu Phật tử ăn cái gì là sư ăn cái đấy. Mà hôm nay cũng là cái ngày lễ Vu Lan, là sư đến đây được Phật tử cúng dường, đằng này tiếp đãi sư quá nồng hậu, Phật tử thì coi như là đơn giản quá. Rồi bây giờ tới cái giờ đó thì nguyên dãy vậy nè, bắt đầu Phật tử mới đi đảnh lễ từ người, bắt đầu mỗi người đưa cái bao thơ, đưa bao thơ. Thì khi hỏi ra cái vị sư đó, sư nói là nguyên một tháng nay là sư không cảnh ngày nào hết. Cái ổ sao mà không cảnh? Tại vì hết chùa này mờ tới chùa kia mờ. Thì lễ Vu Lan á, trong cái nhà Phật chỉ có một ngày rằm tháng 7 thôi. Nhưng mà nếu có ngày rằm tổ chức nó không đủ. Giống như bây giờ các chùa chiền mới chia nhau là một 30 ngày luôn. Để chi biết không? Cái chùa này tổ chức xong cái bắt đầu là tới cái chùa khác, cái đầu mới mời ông sư đó qua. Ông sư này mời ông sư nọ, vậy thì mỗi ông sư đều giữ 30 ngày lễ Vu Lan. Mà mỗi một cái ngày giữ được Phật tử đi một hàng dài cúng dường bao thơ cứ bằng là, cho nên nguyên một tháng Vu Lan thu nhập vô chắc thể nó tỷ tỷ luôn. Thấy ham, nói thấy ham cũng không được, tôi mà thấy ham sao giải thoát. Mà ở đây là thật sự phải không quý vị, nó quá sai phạm, bị càng ngày ghét như vậy đó thì làm sao mà giải thoát được. Cho nên cái hạnh của sư Minh Tệ đó mới ra đời. Biết bao nhiêu năm nay nè, được Phật tử thương cho tiền, sư không bao giờ nhận nha. Tới ngày hôm nay cũng vậy, cho nên tất cả trang mạng nào nói sư nhận tiền là cái người đó đại giọng ngữ, là cái người đã bị đọa đi ngục. Bởi vì cái đó là nói quan quỷ bán chính pháp nha, phải phá gói chúng tăng. Chứ đừng có nói khơ khơ, nói bậy nói bạ, tưởng lên đây rồi vui vui bình luận. Giống như bây giờ có một số trang mạng đó, kênh YouTube đó, muốn thổi phồng cái tên mình lên, đi ngược cái chiều hướng. Thay vì người ta ca tụng sư này lên, cho nên là nó bậy nó bạ chữ chơi cho người ta vô ta xem. Trời ơi, được cái số xem thì có đó, nhưng mà đòi đi ngục thì dư. Đó đi ngục liền, đó vào tam đồ ất đạo liền. Trong năm điều đó là ngũ nghịch tội, thì xin toàn thể chứ quý vị nhớ là Đức Phật nói trên thế gian này, chúng ta phạm vào cái tội cũng được cứu hết, cũng niệm Phật được giảng sanh hết. Thí dụ mình lỡ có sát sanh là cho dai cắt cổ, hay là nói dốc nói láo, xã hội đen là đâm thê chém mướn gì vân vân. Lúc mình chưa hiểu đó, nhưng mình khi giác ngộ rồi đó, dầu cho mấy kiếp bất nhân nay nghe lời Phật thì thân vẫn toàn. Cho nên Đức Phật nói trong 48 lời thiện nguyện, lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh tính tâm tinh mộ muốn sanh về cõi nước tôi, khi lâm chung nhẫn đến 10 niệm, tôi sẽ rước người đó về cực lạc. Nếu không được như thế, tôi nguyện không ở ngôi chánh giác, trừ những kẻ phạm
tội ngũ nghịch cùng quỷ bán chánh pháp. Nhớ nghe, có trừ cái người này ra nghe nè, trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch cùng quỷ bán chánh pháp. Ngũ cái tội là gì? Giết cha giết mẹ. Những người này cuối cùng niệm 10 câu Phật không rước được, bị cái tội này nó thuộc về ngũ nghịch tội. Đó là cái điều không thể tha được nghe. Cho nên tốt nhất đừng có phạm. Làm thân Phật ra máu, cái điều này hồi thời kỳ Phật còn đương tại thế. Bây giờ nếu như ai tôn kính sư Minh Tuệ là Phật mà làm ra máu thì coi như là phạm vào ngũ nghịch tội. Nếu xúc phạm ngài đó là coi như là bị thương tích đó, là phạm vào ngũ nghịch tội nếu đó là một vị Phật nha. Nè, giết cha giết mẹ, làm thân Phật ra máu, đó là phá gối chúng tăng, quỷ bán chánh pháp. Như vậy thì không tin Tam Bảo thì đây là phạm, trừ những kẻ ngũ nghịch tội và quỷ bán chánh pháp. Nhưng bây giờ phá gối chúng tăng hay là quỷ bán chánh pháp đó, như vậy thì mình thấy là sư là Minh Tuệ ra đời là hoàn toàn là cái bậc chân chánh đúng theo lời thầy đã cho biết sau này sẽ có những cái bậc này xuất hiện. Mà tín đồ hỏi làm sao để biết cái người này chân chánh, thì Đức Thầy nói là bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Thì bây giờ cái người nào mà ra đời dạy đạo, cái người nào mà ra đời được người ta quý mến, cái người nào mà đủ tiêu chuẩn để hướng dẫn người khác thì phải là không dùng của thế. Thì cái điều này tôi xin chứng minh là siêu Minh Tuệ đã đang làm được. Sắc màu cũng không, tức là cái người này không có bài vẽ âm thinh sắc tướng mê tín dị đoan, đến đổi là cái chỗ gõ mỏ tụng kinh ngài cho biết cái đó là cái nghĩa thôi. Đừng có nên hành cái sự gõ là bỏ, chuông là buông, gõ mỏ là buông bỏ. Phải hiểu cái nghĩa như vậy, xuất gia là xa dứt đó, thấy chưa quý vị. Và ngài cũng không có bắt tụng kinh gì đó ngồi cho một tiếng đồng hồ mà quá mắc mỏ bởi trơn phản ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng ó la chứ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Thật sự ra thì kinh điển mình không quỷ bán, mình phải tôn trọng nha. Nhưng mà cái người tụng á, phải hiểu một chỗ là kháng kinh giả minh Phật chi lý. Tức là tụng kinh là tìm cái nghĩa để làm theo đắc đạo. Kinh kệ chỉ là nêu đường xá học xong rồi thì xá mau đi. Hiểu thông mà cứ nằm lì kệ kinh không thể thay đi cho mình. Vì thế mà ở đây mọi người á, mới hỏi sư là có niệm chú hay không. Thì người nói là có. Bây giờ chú của sư là gì? Không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, giới định huệ, và cũng như là sống trong chánh niệm. Cái đó là câu thần chú là thực tế nhất đó. Mà có phải đây là chánh pháp không quý vị? Bây giờ nếu như mà cái trình độ một số của bác bình cư sĩ lớn tuổi mà tụng nguyên cái bộ kinh như vậy đó thì cũng khó mà đạt được. Còn nếu đọc cái tiếng Phạn thì 10 người chỉ được có 1-2 người là hiểu thuộc mà thôi. Đó, thí dụ bây giờ chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà và Dạ Đa Li Đa Bà Tỳ Tất Đam Bà Tỳ A Di Ca Tỳ Đa Lăng Đa Tỳ Ca Lăng Đế và Gia Nị và Dạ Ha Chỉ Ca Ta Lệ Ta Bà Ha. Nhưng mà chắc ăn là chặt rồi đó, vì tiếng Phạn đó nó đọc mà phải lâu lắm mới thuộc. Nhưng mà nếu thuộc cũng chưa hiểu cái nghĩa, nó khó. Cho nên thực tế nhất, gần gũi nhất đó. Cho nên vì vậy mà ở đây cái hạnh của sư Minh Tuệ đó xuất hiện là không dùng của thế sắc màu cũng không luôn. Bây giờ xin nói luôn cái chuyện này, nó liên quan ha. Nói tới đây nhớ trên mình nói luôn nè các bác chị em. Bây giờ có một số Phật tử đồng đạo mới hỏi Phước Kim á, là về cái việc mà mình cúng quan gia trái chủ, mình cúng vong với mình cúng sao giải hạn đó, như vậy nó có đúng không? Đúng theo cái điều Phật dạy không? Xin thưa quý vị, nếu nói về cái giáo pháp vô vi của Phật Thích Ca Mâu Ni, nói về cái giáo lý của Đức Thầy đó, Đức Quỳnh Giáo Chủ hoàn toàn không có cái điều đó. Mà cái điều này nó cũng thuộc về mê tín dị đoan luôn. Mê tín nghe quý vị. Mà quý vị cứ hỏi sư Minh Tuệ đi, hoàn toàn ngài cho biết là không nhất thiết phải làm chuyện đó. Mà ngài dạy mình cái gì? Nếu ai nghiêm trì giữ giới lực, mình tin vào chánh pháp, tin vào nhân quả, mình sống tốt, thì Đức Thầy nói nè, nếu nhân toàn thiện thì quả sẽ do đó mà toàn thiện vậy. Còn bây giờ nếu nói mình cúng sao đi, nếu mình mắc cái sao La Hầu hay là cái sao là kim tinh gì đó,
cái sau đó là La Bạch gì đấy chấn chắn. Mà hỏi quý vị cúng có qua tai nạn không? Nếu mà cúng mà không có đau, không có bệnh, không có tai nạn thì cũng nên cúng. Nhưng mà cúng là cúng, tai nạn là tai nạn, vì cái cúng này nó thuộc về mê tín gì đó, đâu có hết được. Rồi bây giờ mình nói là giải vong hay là cúng quan gia với chủ là sao? Bây giờ xin nói một câu này nè, tất cả chúng ta đều có quan gia trái chủ hết, cái điều này không sai quý vị. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ này thì nó hơi là lạ chút. Nhưng mà nói đúng cái nghĩa là cái nghiệp, nhà Phật cho là cái nghiệp, mà chúng ta lại thiêu dời cái từ này ra là quan gia trái chủ. Cái nghiệp là gì? Cái nghiệp là hành động, là cái tạo tác, là cái việc làm từ kiếp trước hoặc giả kiếp này. Mà muốn quá giải cái nghiệp này đó thì Đức Phật cho biết là tu là giải nghiệp đó, thấy quý vị, hay là tu là chuyển nghiệp. Còn Đức Thầy nói nè, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp thiền từ thầy rước lại nông bồng. Bởi vì nhược nhân chí tâm niệm nhất thinh A Di Đà Phật diệt bất ước tội trọng sanh tử. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật diệt tám muôn ức kiếp tội trọng sanh tử đó. Cát gơ xuống nước phải chìm, đá to không nặng. Cát gơ xuống nước phải chìm, đá to tuy nặng không chìm. Nhờ ghe niệm Phật sức Phật chở che, nghiệp to như đá mà nhờ ghe qua bờ. Cho nên cái công năng niệm Phật nó quá dài cái nghiệp. Niệm Phật một câu phước sinh vô lượng, lễ Phật một lễ là diệt tội hằng xa. Hay là làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Thứ nhất là mình dùng pháp môn niệm Phật. Thứ hai là mình làm nhân ái là bố thí trì chay giữ giới, sống tốt để hóa giải nghiệp mình. Và cuối cùng là mình sám hối ăn năn tội lỗi. Đó, chữ tự hối nào ai có lạ là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chớ nào dụng hương đăng trà quả. Vậy thì mình niệm Phật hóa giải cái nghiệp, mà bây giờ có một số sư gọi là quan gia giáo chủ. Bởi mình nghe tới cái nghiệp thì mình không sợ, mà mình sợ cái quan gia giáo chủ. Bị cái quan gia chủ giống như là cái hồn ma bóng quế, là cái người nào đó theo mình, cho nên mình ám ảnh lắm, phải không? Tức là làm cho mình sợ ma thêm. Đã tâm lý của mình là chưa hiểu mà lại là nhắc ma thêm cho mình sợ. Nhưng mà không chỉ gõ cái đường đi, cái ánh sáng, cái nghiệp là những cái ý niệm, những cái hành động mà mình mê lầm, mình chưa giác ngộ, mình gây nên. Ví dụ mình sát sanh hại vật, hay là mình gian tham, hay là mình nó là hại ai đó vân vân, thì cái này gọi là cái nghiệp đó. Thì bây giờ muốn tan cái nghiệp này, muốn trừ nghiệp này thì mình niệm Phật hết nghiệp, làm từ thiện bố thí giữ giới ăn chay hết nghiệp, và cuối cùng là mình sám hối. Thì Lục Tổ Huệ Năng cho biết là phải tự tánh chân thành sám hối, tức là mình làm cái gì biết lỗi mà mình sửa lỗi thì mình sẽ hết lỗi. Bởi vì sám giả sám kỳ, tiền khiên hối giả hối kỳ hậu quá. Chữ sám là ăn năn lỗi trước, chữ hối là chừa lỗi sau. Vậy thì xin nói lại, vấn đề giải vong, quan gia trái chủ, cúng sao hạn, nó không nằm cái giáo lý chân truyền vô vi của Phật Thích Ca, mà phải nói đây là mê tín dị đoan. Nó không hướng dẫn chúng ta đến chỗ giải thoát, và nó không chỉ gõ chúng ta đây là cái nghiệp. Mà đã là nghiệp thì mình phải tu, mình phải tự trao sửa, chứ không phải là mình gỡ tiền cho ai đó cầu siêu hay là hồi hướng gian giái mình hết cái nghiệp. Đức Thầy nói nè, kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng nè, không cầu siêu Phật bỏ hay sao? Bây giờ đi nói gì cái người nghèo có tiền đâu mà giải nghiệp, giải vong phải không quý vị? Cái người đi chạy xe lôi, xe ôm đó, đi bán vé số, tiền đâu mà phải giải vong giải nghiệp, tiền đâu mà cúng sao cúng hạn. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao? Bây giờ làm trai đàn chạy chọt lao sao, bôi lem mặt làm tuồng hát ở Phật đó. Bây giờ cái tự nhiên có một số mấy ông sư đóng cái vai rất là Địa Tạng Vương, bắt đầu ngồi lên cái pháp tòa của vị đăng đàn lên, bắt đầu ở dưới bắt đầu là kèn chống nhịp sanh làm ăn gặp ăn đòi cao giá, thì tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Chỗ này thầy bác lũ thầy đám hay bài trò khỉ, mượn kinh lưng mà tụng mướn lấy tiền, chốn diêm đình ghi tội liên miên mà tăng chúng nào đâu có rõ. Bởi vì mỗi một cái buổi chai đàn cũng phải là 500 triệu, ít nhất là 200 triệu. Chúng tôi là cái người chứng kiến nè,
nổi bánh trái là hoa quả, rồi là những cái xá phướng lầu kho đó, rồi phải nói cái từ là mướn đi chứ làm sao mà từ bi là làm giùm được cả chục ông sư, mà mỗi ông sư có bao thơ mấy chục triệu nữa. Nếu tôi hỏi quý vị, một cái nhà nghèo Phật tử cái bằng cái chồi chanh dít lá, khi có người thân chết mà lên tiếng mấy ông sư thì đến vì lòng từ bi, thì cái này mới gọi là cứu độ vong linh người ta. Mà bây giờ khi đến đó cầu siêu thì tụng cái gì mà khi nào đứng ngồi ngồi bây giờ thiêm thiếp như trời cây khô. Ôi tôi nghe đúng bộ thời kinh, bây giờ muốn vị muốn tụng hết cái thời kinh đó không? Tôi thuộc lòng rồi nghe. Khi nào đứng ngồi ngồi bây giờ thiêm thiếp như trời cây khô, khi nào du lịch giang hồ bây giờ bỏ xác mà vô quan tài, khi nào lượt dắt trăm cài bây giờ bỏ xác ra ngoài đồng quan, khi nào trao ngọc chuốt vàng bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh, khi nào liệt liệt quanh quanh bây giờ bục tặng tan tành gió mưa. Ủa tôi nghe đọc tụng một hồi chỗ nào cứu vớt linh hồn gì đâu. Đây nè, Phật giáo hòa hảo Đức Thầy ra đời quyết dạy trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Khi người thân chết, cái trong giới lực cái điều Đức Thầy dạy là cấm đánh trống thỏ kèn. Ủa tại sao mình cấm quý vị? Vì cái này nó làm ồn ào, nó không mang kết quả tốt đẹp, mà phải giữ không gian thanh tịnh để niệm Phật, để niệm bài Tây Phương Tiếp Dẫn, là cái bài chú giảng sanh mà Đức Thầy nói bằng tiếng Việt. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Vong Linh A Di Đà Phật. Nếu mà giải nghĩa đó là Nam mô Tây Phương Cực Lạc, tức là Thế Giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Đó, Nhất Thập Nhất Vạn là 11 vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá là 9500. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức chứ, tức là 36 vạn ức. Nhất Thập Nhất Vạn là 11 vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá là 9500. Giải nghĩa nè, 36 vạn ức, 11 vạn, 9500. Nếu dịch ra con số của mình, 1 ức là 100 triệu thì 36 ngàn tỷ, 11 vạn, 9500 cái hóa thân của Phật A Di Đà. Đó, để tiếp độ cái vong linh người này, xin đọc cho nguyên văn là Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Vong Linh A Di Đà Phật, tức là Phật A Di Đà. Đó, bởi vì A Di Đà thì nhìn xem khắp cõi đang trong trời mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiện lành đang tìm kiếm những là người hiền đức mà Phật nhất định không sai lời nguyện nha. Nhưng chúng sanh phải niệm chí thành, chỉ cần một niệm chọn lành cũng là được Phật thăng hành đến nơi. Đó, như vậy thì Đức Phật xưa có lời phát thệ, chúng sanh trong cảnh giới ta bà, nếu ai trì niệm Di Đà lâm chung Phật rước vậy mà tòa sen nè. Mà càng nhiều người niệm thì cái quy lực càng lớn. Cho nên nếu niệm thì phải giữ không gian thanh tịnh quý vị. Ở đó mà còn đánh trống thổi kèn tò tó te tùng 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 thì đâu có thanh tịnh được. Đó, rồi thêm nữa nè. Khi cầu nguyện, tức là cầu siêu thì có cái bài rất là dễ hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ của ta bà này, cai quản tam thiên đại thiên thế giới. Thấy chưa, đức tiên là chúng ta phải giái hồng danh của Phật Ca Mâu Ni. Rồi Nam mô A Di Đà Phật, thì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Nam mô A Di Đà Phật 3 lần. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn A hưởng thọ 80 tuổi, vân vân. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh về miền Cực Lạc. Vậy thì dễ thuộc, dễ nhớ, dễ hiểu, chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa là như câm khắc nào. Vậy thì bây giờ có gần gũi dễ hiểu quý vị, mà ở đây mỗi người sẽ cầu nguyện 3 lần như vậy đó. Cho nên mỗi một cái buổi cầu nguyện ở trong lần học giáo hảo lên tới mấy ngàn người đó quý vị. Ai tu lâu tu mau gì đến đây cũng thành tâm cầu nguyện xong rồi đó, dùng một miếng trái cây, một miếng bánh, miếng cháo rồi ra về. Cho nên khi cái không có ai nhận một đòn xu các bậc rồi hết, vậy đây mới là thực sự là Phật từ bi.
độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Chính vì thế mà sư Minh Tuệ là tiếng chuông cảnh tỉnh, là cánh đuốc soi đường để thắp sáng lên. Tức thầy nói là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Sách thánh đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện chờ dành bỡ, lớn lên tập nhiễm lợi danh, nên tật xấu che mờ thiện tánh, thiếu giáo dục thiếu thiêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa, mặc người đời dèm xỉm ghét ưa, gừng kinh kệ ít người. Tức là hiểu lý như vậy thì cái buổi trao đổi hôm nay chuyện cao siêu Phật pháp còn dài. Đến đây thì xin dứt đề tài và cầu chúc quý vị sẽ được đón xem nhiều cái thước phim, nhiều câu chuyện liên quan đến sư Minh Tuệ mà phải nói là vô cùng hấp dẫn và vô cùng tức là linh động, làm cho chúng ta náo nức, ai cũng mong là tiếp tục những cái thước phim và những cái buổi trao đổi về câu chuyện sư Minh Tuệ được là xuất hiện trên tệ. Và xin chúc tất cả quý vị được bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Đến đây xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy. Nam mô.